Chuyện khách hàng bo thêm cho shipper để làm tròn hóa đơn thanh toán không còn là một chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên không phải tình huống nào khách hàng cũng vui vẻ làm điều đó, nhất là khi họ bị shipper tự ý làm tròn hóa đơn của mình. Đó cũng là câu chuyện được một chủ shop xinh đẹp đăng clip đăng tải trên mạng xã hội. Cụ thể, theo đoạn clip chia sẻ của chủ shop, một vị khách nữ sang sale ở shop với hóa đơn 69.000 đồng. Tuy nhiên khi giao hàng, shipper đã thu tiền với giá 70.000 đồng. Vị khách không đồng ý và hoàn toàn trả lại cho shop. Một lý do vô cùng củ chuối mọi người ạ. Chưa bao giờ thấy một cái lý do nào như cái lý do này. Chủ shop vừa vuốt từng sợi tóc, vừa nói về chuyện bị bom hàng. Cuối cùng, chủ shop còn hỏi mọi người việc nên xử lý như thế nào với tình huống này. Đoạn clip đã chia sẻ nhanh chóng, nhận về rất nhiều sự quan tâm từ mọi người. Đa số cho rằng 1.000 không phải là số tiền quá lớn. Tuy nhiên, hành động tự ý làm tròn hóa đơn của shipper là không tôn trọng khách hàng. Sáng sớm nay mở mắt ra thì nhận được một đơn bom với một cái lý do mà vô cùng củ chuối mọi người ạ. Mà chưa bao giờ gặp được cái lý do nào như cái lý do này. Tức là cái chị này thì sang hàng sale của nhà mình, ship đến là 69.000, thế nhưng mà anh ship thu 70.000, thế là chị ý hoàn lại. Thế sau khi mình gọi thì chị ý lại bảo là chị tưởng 69.000 là 69.000 chứ sao lại 70.000 được nhỉ? Mọi người có biết là sáng sớm mà nghe được cái câu đấy nó cảm xúc như thế nào không mọi người? Thực sự chưa hề bao giờ gặp được một cái trường hợp mà nó lại củ chuối như thế mọi người ạ.